Xin Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông nghiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh em. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, hôm nay cùng với giáo hội chúng ta kính Thánh Lorenzo là phó tế tử đạo. Ngài tử đạo vào thế kỷ thứ 3 và từ thế kỷ thứ 4 thì việc sùng kính Ngài rất là phổ biến và đặc biệt. Trước cộng đồng Vatican II thì lại có Kinh Triều I nữa. Đó là một vị thánh đã để lại một cái dấu ấn rất là đặc biệt trong giáo hội Công giáo chúng ta. Rồi ngày hôm nay chúng ta cũng kính nhớ tới Thánh Phụ Đa Minh và Thánh Martin của tu viện chúng ta. Các ngài cũng đã theo gương rất là nổi bật của Thánh Lorenzo là mến Chúa, yêu người, lo cho những người nghèo khổ, quên mình và sẵn sàng làm chứng cho niềm tin của mình. Chúng ta biết rằng là chính Thánh Phụ Đa Minh cũng đã thể hiện cái tinh thần đó ngay từ thời còn là sinh viên. Gặp một nạn đói xảy đến, biết bao những người chết đói thì ngài cũng đã sẵn sàng bán bộ sách quý kinh thánh để giúp cho những người nghèo khổ. Ngày hôm nay theo truyền thống của tu viện, chúng ta cũng cầu nguyện cho các thân nhân và ân nhân, những người đã đóng góp cách này cách khác cho tu viện, cho mỗi thành phần, và nhất là trong cơn đại dịch này chúng ta chứng kiến biết bao nhiêu những nghĩa cử cao đẹp tu viện chúng ta trong những ngày dịch. Những người dân khác thì nhiều khi phải đi xin xỏ hoặc là khó khăn lắm mới có lương thực. Thì ở tu viện Đền Thánh Martin này hình như là không thấy có gì là khác biệt cả. Và nhiều khi lại còn dồi dào nữa. Đó là những hồng ân Chúa ban qua những thân nhân, ân nhân có lòng mến Chúa và yêu mến dòng. Chúng ta cầu nguyện cho tất cả những người mà chúng ta quen biết cũng như là không thể nhớ hết được. Xin Chúa ân thưởng bội hậu cho tất cả các ngài. Để những ước nguyện của chúng ta được Chúa chấp nhận trước khi cử hành thánh lễ này, chúng ta hãy thành tâm thông gối xin Chúa thứ tha mọi thiếu sót lỗi lầm. Chúa ở cùng anh em. Và ở cùng thầy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thật, thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình. Còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Ai phục vụ thầy thì hãy theo thầy, và thầy ở đâu, kẻ phục vụ thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ thầy, cha thầy sẽ quý trọng người ấy. Đó là lời Chúa. Lời Chúa. Nếu hạt lúa mì mà không mục nát đi thì nó chỉ trơ trọi một mình. Nhưng nếu nó mục nát đi thì sẽ sinh nhiều bông hạt. Vâng, cuộc đời của Phó Tế Lorenzo là một minh chứng rất là cụ thể về lời Chúa phán. Phó Tế Lorenzo là Tổng Phó Tế của Đức Giáo Hoàng
Và thời đó thì các phó tế là những vị ứng viên có thể trở thành vị giáo hoàng. Và Ngài đã lãnh phúc từ đạo vào ngày 10 tháng 8 năm 258. Các tín hữu rất sùng kính Ngài. Ngay tại Roma mà có tới 34 nhà thờ mang tên Thánh Lorenzo. Lễ kính Thánh Lorenzo ngày trước thì có kinh chiều 1. Sau công đồng Vatican II canh tân thì chỉ còn là lễ kính. Ngài có cái trách nhiệm là giữ gìn tài sản của giáo hội và làm việc từ thiện. Khi mà Đức Giáo Hoàng Sixto thứ hai cùng với các phó tế bị bắt và lãnh phúc từ đạo, riêng phó tế Lorenzo thì được tha mạng vì nhà vua bấy giờ nhằm bắt ông phải hiến tất cả tài sản của giáo hội cho vua vì tưởng rằng giáo hội rất là giàu có. Được Chúa Thánh Thần soi sáng, thầy Lorenzo hứa với vua là 3 ngày sau sẽ dâng tất cả tài sản. Trở về nhà, thầy Lorenzo lấy tất cả tài sản đang quản lý, kể cả việc bán các chén thánh, rồi đem chia cho tất cả những người nghèo khổ, tàn tật, bại liệt, mù què, câm điếc. Sau đó, thầy dẫn họ đến trước mặt vua và thưa rằng: "Thưa Ngài, đây là tài sản của hội thánh, tôi dâng hết cho Ngài." Vua căm phẫn trước cử chỉ ngạo ngược ấy của thầy Lorenzo, nên ra lệnh cho đốt lửa nung tấm sắt đỏ đỏ rực, rồi trói Lorenzo đặt nằm trên đó. Lúc ấy Lorenzo còn khôi hài nói với vua rằng: "Thưa Ngài, phía này chín rồi, xin Ngài dở qua bên kia cho chín đều." Rồi sau một lúc sau thì Ngài còn nói với những người hiện diện đó là: "Đã chín đều rồi, xin Ngài có thể dùng được." Như vậy, phó tế Lorenzo đã thực thi lời kinh thánh: "Mỗi người hãy cho tùy theo ý định của lòng mình, không buồn phiền, không miễn cưỡng, vì ai vui vẻ dâng hiến thì được Thiên Chúa yêu thương", như trong bài đọc 1 chúng ta vừa nghe. Phó tế Lorenzo không chỉ rộng tay chia sẻ của cải cho giáo dân do giáo dân đóng đó, mà còn đặc biệt Ngài đã chia chính mạng sống mình vì tin mừng, để làm cho lời Đức Giêsu nói về những kẻ theo Ngài được ứng nghiệm: "Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì tin mừng thì sẽ cứu được mạng sống ấy." Đó là định luật tất yếu phải xảy ra cho những ai theo Đức Giêsu để sinh nhiều hoa trái việc lành như Ngài nói: "Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa mì gieo vào lòng đất mà không mục nát đi thì nó chỉ chơi trọi một mình, còn nếu nó chết đi nó mới sinh được nhiều hạt khác." Hạt giống vật chất nếu chết đi là thối luôn, không thể mọc lên được. Do đó ta phải hiểu lời Đức Giêsu nói hạt lúa mì mà chết đi là ám chỉ chính Ngài sẽ bị tử nạn và được ông Nicodemo lãnh thi hài an táng trong lòng đất. Thì sau 3 ngày hạt giống này đã mọc lên. Đó là việc Chúa Giêsu đã phục sinh, để rồi Ngài sai các tông đồ đi khắp thế giới tập hợp các môn đệ Ngài bằng hai việc: ban thánh tẩy cho họ và dạy cho họ mọi điều Đức Giêsu đã truyền cho các ông. Và cứ như thế cho tới ngày cánh chung thì từ hạt lúa mì ấy đã chết và sinh ra biết bao nhiêu hạt khác mà Thánh Gioan tông đồ trong sách Khải Huyền đã nhìn thấy trước: con chiên đứng trên núi Sion và với 144.000 người mang danh của Ngài và danh của Cha Ngài viết trên trán họ. Ngoài 144.000 người ấy, những người đã được mua chuộc từ cõi đất, họ là những kẻ không bị dây dẫm với người nữ vì họ sống trinh khiết. Họ được tháp tùng con chiên, chiên con bất cứ ngày đi đâu. Họ đã được mua chuộc giữa loài người, làm hy tế đầu mùa dâng lên Thiên Chúa và con chiên.
Đây là đường lối sống đạo của người tôi trung Thiên Chúa mà ngôn sứ Isaiah đã diễn tả. Đức Chúa đã muốn người phải bị nghiền nát vì đau khổ. Nếu người hiến thân làm lễ và đền tội, người sẽ được thấy kẻ nối dõi, sẽ được trường tồn. Và nhờ người, ý muốn của Đức Chúa sẽ thành tựu. Nhờ nỗi thống khổ của mình, người sẽ nhìn thấy ánh sáng và được mãn nguyện. Vì đã nếm mùi đau khổ, người công chính tôi trung của ta sẽ làm cho muôn người nên công chính và sẽ gánh lấy tội lỗi của họ. Vì thế, ta sẽ ban cho nó muôn người làm gia sản và cùng với những bậc anh hùng hào kiệt, nó sẽ được chia chiến lợi phẩm bởi vì nó đã hiến thân chịu chết, đã bị liệt vào hàng tội nhân. Nhưng thực ra, nó đã mang lấy tội muôn người và can thiệp cho những kẻ tội lỗi. Người tôi trung gương mẫu nhất của Thiên Chúa chính là Đức Giê-xu. Ngài muốn chúng ta giữ được mạng sống mình thì phải đi cho con đường của Ngài đã đi. Chính vì vậy mà Đức Giê-xu đã kêu gọi ai phục vụ Thầy thì hãy theo Thầy, và Thầy ở đâu kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy. Có thể như thế thì mới được. Như lời Đức Chúa Giê-xu đã hứa, Thầy đi dọn chỗ cho anh em, và khi Thầy trở lại, Thầy sẽ đem anh em đi với Thầy, để Thầy ở đâu anh em cũng được ở đó. Như Ngài đã xin với Chúa Cha, lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu chúng cũng được ở đó với con, để chúng được chiêm ngưỡng vinh quang của con mà Cha đã ban cho con. Đó là phúc lộc Chúa dành cho người biết thương xót và cho vay mượn, như trong đáp ca chúng ta vừa nghe. Vì vậy mà Đức Giê-xu đã quả quyết, ai theo tôi sẽ không đi trong bóng tối nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống muôn đời.